Chào tất cả mọi người đến với clip tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ quay clip, mình sẽ gọi là vừa đây mình chạy ra ngoài lấy hàng đây, mình hơi mệt tí anh em thông cảm. Bây giờ mình sẽ làm clip unbox một chiếc giá đựng máy sấy, và ngày hôm nay mình sẽ quay một chút về cái giá đựng này có tác dụng gì, nên mình sẽ quay cho mọi người xem về tổng thể, về mình sẽ dán lên tường xem có những nó sẽ như thế nào luôn anh ạ. Bây giờ mình sẽ quay clip mở hộp nhanh em nhé. Đoạn clip mở này mình sẽ quay ở góc bên này và mình sẽ set ở góc này luôn. Em chờ chút để mình set lại góc đã. Đấy, nó sẽ hơi ấy tí. Bây giờ mình sẽ unbox thôi nhá. Bây giờ mình sẽ mở thôi. Và cái giá này là đóng một cái xốp với giấy ni lông khá chắc này các bạn. Vì cái này nhựa nên là dùng nó sẽ yên tâm hơn. Bây giờ sẽ bóc cái siêu của nó ra. Bây giờ mình sẽ bóc cái siêu của cái tấm giá này. Đây là cái giá đựng máy sấy để đựng cái máy sấy bên kia anh em kìa. Bây giờ mình sẽ review cho anh em xem. Mình xin phép sẽ lấy kéo cắt ra chứ còn nó mất thời gian ở cái chỗ này thôi. Đây, mình sẽ đầu cắt chỗ này ra. Bây giờ bắt đầu sẽ này ra luôn. Ok. Sau khi mở này ra mình sẽ cắt tiếp một cái phần bên này nữa. Bây giờ sẽ đầu mở này ra luôn nhé. Đây cái giá đựng máy sấy với thiết kế nó bằng nhựa nên là rất là chắc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy cái trong cái giá nó có một cái rồi mình sẽ đầu mở hộp ra nha. Cảm giác rất chắc luôn. Trong cái giá nó có thêm cái này nữa anh em ạ. Cái này dùng để dán vào đây rất là hợp lý. Là đây, mình sẽ dán nó vào đây. Về cái giá đựng ấy thì nó sẽ có một cái phần này để mà đựng cái máy sấy và cái để dây ở đây luôn anh em. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái thiết kế thì nó có cái phần cái giá này là giá không có hộp thì nó sẽ ở bên này, còn nếu mà có hộp ấy thì nó sẽ nếu không có hộp thì nó sẽ chỉ có như này thôi, còn nếu mà có hộp ấy thì nó sẽ đắt hơn một tí. Cái giá này nó dùng để đựng cái máy sấy cho nó yên tâm một chút. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dán. Đến công đoạn là mình sẽ dán vào cái miếng này anh ạ. Mình sẽ dán nó vào đây luôn. Đấy, là mình sẽ đầu dán nó anh em nhé. Đầu tiên là mình sẽ dán nó vào đây. Bây giờ mình sẽ dán là mình sẽ review cho anh em một cái giá đựng đa năng. Thực ra trong cái giá đựng máy sấy nó còn rất nhiều loại, có loại thì là hình xoắn, có loại thì là nó à, nhưng mà mình sẽ chọn cái loại giá đựng này hơn vì là nó có cái phần đựng cái dây vào anh em. Còn cái phần bên này là đựng cái dây, còn bên này là đựng cái phần chân của máy sấy anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bóc cái siêu ra. Cái băng dính này cần phải dán nó cẩn thận hơn một tí bởi vì nó không thể nào mà dính chắc chắn được. Nên mình sẽ bóc thận hơn. Mình sẽ dùng băng dính hai mặt mà cái loại rất là chắc luôn. Đoạn này thì yên tâm, dính cực chắc. Bây giờ mình sẽ bóc siêu ra. Ok, sau khi mà đến đây rồi mình sẽ quấn cắn chắc cái phần này tí.
Còn này bóc nó hơi khó chút nên mình sẽ lấy cái khác nhé. Giờ sẽ bóc cái skin của nó ra. Cái đoạn này mình bóc hơi lâu tí nên là mình sẽ bóc hơi lâu nên là mình sẽ dán cẩn thận hơn một tí nhé. Đây đoạn này mình sẽ bóc cái phần này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bóc cái siêu này ra luôn. Hơi khó bóc tí. Ây xa, hơi khó anh ạ. Bởi vì là bóc cái này nó... Đây, mình sẽ quay lại cho anh em xem về... Khi mình dán lên đây ấy, thì khi cái việc mình lấy máy xấy ra ấy, nó sẽ rất là dễ. Và cái thứ hai nữa là khi mình để đây ấy, thì nó sẽ... Lấy ra nó sẽ dễ dàng hơn. Tất nhiên là cái việc mà này thì mọi người biết rồi. Nên là cái việc là lấy máy xấy ra ấy thì thông thường là mọi người cũng biết rồi ấy, bởi vì là mình sẽ chỉ dán được như này thôi thì nó sẽ không bị rơi. Nó nếu mà dán lên một cái tường này ấy, nếu mà tường mà khi mà dán giấy vào ấy nó sẽ hay bị rơi, vì cái này nó sẽ không thể nào mà dính được 100% được anh em ạ. Bởi vì là có một cái thứ hai nữa là nó sẽ bị một số vấn đề nữa là sẽ khi mà dán đây ấy, nó sẽ hay bị rớt nhiều hơn. Tất nhiên là để mà dán được chỗ này ấy, thì không thể nào mà hoàn toàn 100% được. Vì thế nên là cũng cần phải có một cái gì đó rồi. Vì nếu mình đã dán tường hết rồi nên thành ra dán đâu rơi hết đấy anh em ạ. Cái này chỉ hợp với dán tranh, dán các thứ thì được thôi anh em ạ. Vì nếu mà dán cái này vào ấy, thì nó sẽ không thể nào mà được 100% được anh em ạ. Mình đã phải tốn bao nhiêu cái đống băng dính này cũng là lãng phí thật anh em ạ. Mình xài này nó phải tốn bao nhiêu cái rất là lãng phí luôn. Bởi vì là cái này mình đã phát hiện ra cái công dụng của nó chỉ dán được cái vị trí nào cần thiết ấy thì mới dán thôi. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ gọi là mình đang tính là mình sẽ có cải thiện. Đây đoạn này mình sẽ quay một chút vì cái này ấy, nó có cái mình xin mình hơi nhầm tí, có chút nhầm lẫn tí, có băng thảm quên. Đoạn này mình có chút nhầm lẫn tí nữa anh em ạ, bởi vì là cái phần này ấy mình sẽ chia sẻ luôn, cái phần này ấy nó có cái phần là cái miếng băng dính nó dán chắc rồi ấy, nên mình sẽ không phải tốn cái cuộn này nữa anh em ạ. Bởi vì mình thấy là tốn cuộn này là nó hơi sai lầm anh em ạ. Mình thấy cái sai lầm lớn nhất là mình đã nhầm, bởi vì là nó có cái phần là phần này nó đã dán chắc rồi, nên khi mà mình để cái máy sấy vào đây ấy thì nó sẽ yên tâm hơn. Bởi vì là mọi người nhìn trông vậy thôi nhưng cũng không được là ok cho lắm anh em ạ. Vì cái dây mình dài 2,5 mét nên là khi mà để vào đây ấy, thì nó cũng hơi khó chịu tí, nghe thông cảm. Rồi sau mình sẽ thiết kế để cái dây vào cái phần hốc này được thôi. Đây khi mà để vào đây ấy, thì nó sẽ được. Nhưng mà có một cái hay nữa là mình sẽ phải cuộn lại cái dây này để cho nó có gọn hơn. Thì mình sẽ làm sau anh em nhé. Đoạn này mình xin phép mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Clip mình sẽ quay cho mọi người xem về cái đoạn đây cái đoạn là mình review cái giá đựng ấy thì nó cũng chỉ đựng vào cái chỉ dán vào cái phần này ấy, thì giá sẽ không bị rơi ra. Và cái thứ hai nữa khi mình dán vào đây ấy, thì có cái vấn đề nữa vì đây là giấy dán tường nên là khi mà dán vào đây nó sẽ không được chắc chắn 100%. Và cái thứ ba là mình khi mình dán vào đây nó sẽ hay bị rơi đồ. Và tất nhiên cái này khi mà dán lên nó sẽ bị bung ra một này. Và cái thứ hai nếu mặt này khi mà dán lên nó sẽ không bị dính hoàn toàn 100% được. Cái này chỉ hợp với dán cái phòng này nó chỉ hợp với dán tranh và dán các thứ thì sẽ không bị làm sao. Còn cái
nên là mình sẽ phải dọn dẹp một chút em ạ. Để mình dọn dẹp chút nhá, mình sẽ phải nhặt cái đồ lên để cho nó ok hơn. À thôi, đoạn này mình xin phép mình kết thúc clip ở đây thôi, bởi vì là đoạn này mình quay nó mất khá nhiều thời gian rồi, nên là cũng vừa đây mình móc lấy hoài mãi giờ cũng chỉ được có tuần đấy thôi. Mình xin phép mình kết thúc clip ở đây nhá. Chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.